Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ giới thiệu đến các em về định nghĩa ISE và SE trong Java. Sự khác nhau giữa hai định nghĩa này như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào trong code. Thì trong bucket data của anh sẽ tạo một class mới, anh đặt tên là địa chỉ. Và trong class địa chỉ này anh sẽ khai báo một cái biến là private string tên đường đúng không? Và ở đây anh cũng tạo hàm setter getter bằng cách là click chuột phải vào đây, anh chọn source, anh chọn setter getter và anh ok. Thì nó tạo cho anh một cái hàm, các hàm setter getter tên đường. Ở đây anh sẽ dùng constructor mặc định, vì vậy mà anh không khai báo gì cả. Tiếp theo anh sẽ tạo một class là person. Trong class person này anh cũng khai báo một cái biến là string là tên. Và tiếp theo anh khai báo một cái biến là địa chỉ như thế này. Như vậy thì các em thấy là các em có thể khai báo một biến với kiểu dữ liệu là class đúng không? Biến đối tượng đây, bên trong một class khác, ở đây class person, anh sẽ khai báo một biến địa chỉ, kiểu dữ liệu là địa chỉ bên trong class person này. Thì biến địa chỉ này anh gọi là HE. Tức là mỗi một person có một địa chỉ. Mỗi person has a địa chỉ đúng không? Thì đây gọi là quan hệ has a trong Java. Thì tương tự các em có thể tạo hàm setter getter những hai cái biến này, các em chọn setter getter ở đây. Thì ở đây các em đối với loại kiểu dữ liệu là địa chỉ thì nó cũng tương tự thôi, trả về cho anh kiểu dữ liệu địa chỉ và khi anh set vào anh cũng truyền cái đối tượng là địa chỉ vào đây để anh set cho cái biến instance này. Thì ở đây anh dùng constructor mặc định, anh không khai báo gì. Tương tự thì anh sẽ tạo một class con gọi là employee. Class employee này sẽ là class con của thằng person. Và trong class employee này anh sẽ tạo một constructor ở đây như thế này. Thì các em thấy trong Java thì employee ở đây được gọi là is a, tức là employee là một person. Thì đấy là quan hệ is a. Thì các em định nghĩa cho anh hai cái quan hệ, một là is a, tức là class con của thằng class cha, các em dùng trong kế thừa, và là is a employee, is a person, tức là một person. Còn person has a, tức là mỗi person có một địa chỉ. Thì ở đây các em đã rõ về hai định nghĩa là is a và has a đúng không? Thì các em có thể sau này các em có thể khai báo các biến kiểu như là tham chiếu kiểu dữ liệu là class như thế này bên trong một class khác để chúng ta sử dụng. Thì ở đây anh sẽ tạo một hàm main và anh gọi đến các hàm này để các em thấy main đúng không? Anh sẽ tạo một hàm main ở đây. Và bên trong hàm main này anh tạo một cái employee bằng new employee đúng không? Và sau đó thì anh sẽ employee chấm set tên đúng không? Là A. Bây giờ thì chúng ta employee set địa chỉ. Ở đây anh có thể set địa chỉ là null, tức là địa chỉ này chưa có, hoặc là chưa có một đối tượng địa chỉ nào để ta set vào đây cả. Bây giờ làm thế nào để ta tạo một cái biến địa chỉ? Thì anh cũng tạo một cái đối tượng là địa chỉ thôi. Địa chỉ đúng không? Và new. Và anh cũng set địa chỉ ở đây, set tên đường Hà Nội đúng không? Vì vậy thì anh đã có một cái đối tượng là địa chỉ, và cái biến địa chỉ ở đây sẽ trỏ cái đối tượng này trong bộ nhớ heap. Ở đây anh muốn set địa chỉ Hà Nội cho cái thằng employee, anh sẽ dùng cái sao employee.set địa chỉ. Thì anh chỉ việc chuyển cái biến địa chỉ này vào đây thôi. Thì tương tự cái biến đối số ở đây sẽ trỏ cái đối tượng địa chỉ trong bộ nhớ heap, như bài học về stack và heap anh đã nói rõ rồi. Như vậy thì trong anh sẽ switch to mouse ra cái employee.get tên đúng không? Vậy thì làm thế nào để anh get được địa chỉ của thằng employee này? Anh sẽ switch to mouse ra, anh sẽ employee dùng hàm get địa chỉ ở đây. Thì get địa chỉ ở đây nó sẽ trả về cho anh một cái đối tượng là địa chỉ như thế này. Thì sau đó thì anh sẽ get tên đường. Get tên đường tức là get cái biến instance trong cái đối tượng địa chỉ của anh. Đây, nó trả về cho anh cái tên đường. Và anh chạy class này các em sẽ thấy nó in ra cho anh là A và Hà Nội đúng không? Như vậy thì các em đã hiểu về cách sử dụng ISE và HE đúng không? ISE tức là class con của một class cha. Còn HE tức là dùng các biến tham chiếu trong một cái class khác. Các em có thể khai báo địa chỉ bên trong person, giả dụ như vậy. Thì trong bài học ngày hôm nay các em đã biết về cách sử dụng has a và is a rồi đúng không?
Thì ngoài ra anh trong bài học hôm nay anh sẽ giới thiệu qua, anh giả dụ ở đây trong class person của anh sẽ tạo một cái constructor là có sử dụng các sử dụng field đúng không? Ở đây anh sử dụng field là tên. Ở đây anh chỉ có một constructor là sử dụng tên thôi. Thì khi anh khai báo một constructor như thế này, nghĩa là bắt buộc trong class employee của anh cũng phải sử dụng một constructor. Thì ở đây, bởi vì constructor trong employee này của anh nó không thể khởi tạo được constructor trong thằng person này, thì cách khai báo để fix lỗi đây, anh sẽ tạo một constructor employee mới. Anh sẽ tạo một constructor public employee và anh sẽ truyền vào đây là string là tên. Thì trong constructor này anh phải gọi từ khóa super và anh truyền tên vào đây như thế này. Và constructor này của anh không thể sử dụng được, bởi vì constructor này anh nếu muốn sử dụng anh cũng phải super và anh khởi tạo một cái tên cho thằng cha. Như vậy thì các em thấy là trong thằng cha, nếu các em tạo một constructor mà ở đây có cái đôi số truyền vào như thế này, thì trong thằng con các em phải dùng từ khóa là super chúng ta học ở bài học trước để chọn constructor của thằng cha, và các em dùng từ khóa super các em truyền vào các đôi số tương tự phần tự như trong class cha, đây là string là tên đúng không? Thì các em phải dùng từ khóa super đầu tiên ngay bên dưới constructor của thằng class con, và các em phải truyền vào cái đôi số ở đây vì vì mình không có cái đôi số truyền vào của employee, vì vậy mà anh phải fix cứng một dữ liệu là a để nó gọi đến constructor của thằng cha ở đây, là this.name sẽ bằng a ở đây. Tương tự constructor thứ hai của employee anh sẽ gọi super tên, nghĩa là khi anh tạo cái employee bên này, khi anh tạo employee bên này anh sẽ phải truyền vào một cái tên và nó sẽ khởi tạo luôn constructor của thằng cha bên này. Các em chú ý cho anh, các em dùng từ khóa super để khởi tạo constructor của thằng cha, và khi các em tạo một constructor rồi ấy thì các em phải sử dụng constructor đó, hoặc là các em có thể tạo thêm một constructor mới đây dạng default để các em có thể gọi. Thì anh học dạy ở bài constructor các em có thể tạo nhiều constructor khác nhau. Như vậy thì bài hôm nay các em đã biết về quan hệ isAir và hasAir cũng như cách khai báo về constructor cho thằng class cha, cũng như thằng class con muốn gọi constructor thằng class cha các em phải dùng super. Cũng như nếu thằng class cha nó đã định nghĩa một cái constructor trước rồi thì các em class con các em phải theo constructor của thằng class cha để khởi tạo một đối tượng và dùng từ khóa super này để truyền các đối số truyền vào. Thì trong bài học tiếp theo anh sẽ giới thiệu cho các em về một số cái đặc điểm trong Java mới. Thì hẹn gặp lại các em.